Ổ điện này có tên gọi nền đèn pha siêu sáng LED 7 màu, 200 hiệu ứng. Mình sẽ thêm khói để mọi người thấy cái không gian nó đẹp hơn. Thì hiện tại mình đang sử dụng là cái máy khói 400W cho công ty bên mình cung cấp. Đây là một dòng điện phù hợp để mọi người mua trang trí cho sân khấu nhà hàng tiệc cưới, sân khấu đi show ca nhạc lưu động, hoặc là ở những sảnh khách sạn, những sảnh vũ trường, quán bar sang trọng. Mọi người có thể trang trí cái mẫu đèn này và như là một cái mẫu đèn pha tường. Nó được thiết kế dạng thanh nên pha màu rất là đều màu và rất là đẹp. Đèn được sử dụng 4m7 màu siêu sáng, có tuổi thọ lên tới hơn 50.000 giờ, rất mọi người an tâm sử dụng. Nó rất là bền và rất là tiết kiệm điện. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế được sâu trong một bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa MO-L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.